Mấy người học nghiên cứu là cô biết mà, là say mê lắm, quên thời gian, khô khéo luôn. Đây là ngày xưa lý ra nhà ba cán bộ là vậy nè, đó học lý học mấy đại bộ. Đây là tòa nhà nơi anh Cường đang sống, được gọi là đan chi, là kiểu nhà ở tập thể đã có từ ngày xưa ở Nhật. Vì không có thang máy nên mọi người leo thang bộ lên tầng 4. Hàng ngày lên đây chắc tập thể dục luôn á. Đi tập thể dục tập tầng 5. Ok. Tôi thấy cũng bình thường. Nó là một cái khu vậy thôi. Nhưng mà dù sao cũng sướng hơn công phượng rồi. Khu phức hợp, so sánh gặp khiện. Không anh hả? Đừng đem công phượng lên nói nữa. Nhà này rất là rộng luôn á. Trời, nhà không chả có gì. Đúng rồi. Sao đúng đơn lúc đó vậy? Thoải mái. Để coi tủ lạnh lên thường ngày có cái gì vậy? Bây giờ hiện tủ lạnh. Sữa. Cũng có nhiều đồ ăn đó chứ. Cũng lục rồi mày đặt nói tôi. Ta dùng tủ lạnh thôi. Ai đem qua đây cho anh nhỉ? Thỉnh thoảng có người từ Việt Nam về thì anh nhờ họ. Tự đem tới sáng hay giữ xã? Anh hay nấu món gì? Thỉnh thoảng nấu món cà rang thịt. Đây không món thịt nhưng mà thấy không? Chị thấy người ta lục, người ta lệ lịch sự nhẹ nhàng không? Đúng rồi, chị tưởng là có cái gì chỉ có bia thôi. Phải bia không? Bia mình phải bia không ạ? Bia đây. Em muốn thử không? Thôi em không. Trời, Thanh muốn gật đầu lắm mà tôi. Nhưng Thanh đang quay. Thì hồi nãy tham quan vòng vòng nhà anh thì em thấy là tất cả mọi thứ nó rất là đơn giản. Bởi vì là mình đang là độc thân thì mình hoàn toàn là chỉ về đây, chỉ về để ngủ. Ngủ quạt máy hả? Thường người ta ngủ điều hòa. Hàng ngày anh chi tiêu rồi phải trả tiền nhà. Và tiền lương của anh thì anh phải phân bổ nó như thế nào? Nhà này thì mình may mắn thì được trường hỗ trợ nên mỗi một tháng mình chỉ trả tất cả điện, nước, ga. Tiền thuê nhà thì khoảng hơn 2 man một chút thì tương đương tầm khoảng 4 triệu rưỡi tiền Việt. Hàng ngày anh làm bên trường đại học thì một tháng thì thế nào? Thì người lương thì là ở Nhật thì người ta dễ tính, tính theo năm, 850 triệu đến 900 triệu trên một năm. Nhưng mà người ta phải trừ tiền khoản tiền thuế đi thì mình sẽ nhận được ít hơn. Thực ra là cuộc sống chi tiêu ở đây thì nó không đến nỗi quá đắt đỏ so với cả Hà Nội. Mọi thứ rất là rẻ. Ủa vậy hả? Chứ mình vẫn nhiều người nói là sống ở Nhật khá là đắt đỏ. Cái gì nó tiền nó cũng cao, nếu tại vì giá là tiền cao. Có đi chơi ở ngoài, còn đối với mình thì suốt ngày mình đi lên trường. Anh lên trường xong về nhà. Về nhà. Anh thật là mỗi người đàn ông mỗi mực. Tại đây, sĩ Thanh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chính của mình. Thì ngày hôm nay em đến đây, như một người kết nối với chương trình, sẽ đem những món quà từ quê hương của anh, từ gia đình, chính gia đình của anh, gửi đến anh. Nhưng một món quà đã động viên tinh thần của anh. Đây chính là khung cảnh ở gần chỗ nhà mình. Đây chính là bác gái. Bác mời các cháu vào nhà uống nước. Bác trai, bác gái. Đây là vùng thôn quê đây. Đi bằng ô tô. Giới thiệu về chương trình, bố của Cường là bố. Anh nhìn giống bố quá. Em rể của Cường. Hướng thì bây giờ con của Hướng. Đây là bạn cùng học của Cường từ thuở nhỏ, bạn Hoàng. Anh đi từ năm 2008. Tháng riêng bắt đầu là sang bên Hàn Quốc. Và anh học tập ở bên đấy. Cảm động. Anh thì ít thời gian học, ít thời gian mà nói chuyện. Thường thường là cứ tầm độ chập chập tối thì gọi điện cho anh thì là anh tắt máy. Và những cái tầm này cứ bảo là con bận lắm, mà không biết anh bận với cái gì, mà coi như là cứ nói là cứ bận thôi. Ở nhà mới làm đây là để cưới em gái. Cường từ nhỏ đến lớn là Cường sinh ra là lớn lên ở ngoài kia, Đại Cường. Đây là
cái ghế của em. Hai anh em ngồi học. Đây, đang học này đây. Báo cáo với chương trình đây là một tổ kỷ niệm. Dù rằng nó cũ hay nó hỏng hay như thế nào cũng vẫn cố gắng giữ gìn. Bao giờ mà coi như không giữ gìn được nữa thì mới thôi. Chiếc xe đạp này thì báo cáo với chương trình là chiếc xe đạp này là thật cái chương trình vừa là coi như là anh được dẫn vào đúng không ạ? Vâng, coi như là đi trường đại học Bách Khoa. Khi mà Cường đi thì tôi cũng rất là băn khoăn. Cái thứ nhất là con gầy quá. Lúc anh Cường đi ra sân bay mà bác không cần được hợp mắt mà vẫn bây giờ vẫn còn nhớ thì dáng anh Cường đi lúc đấy là một cái áo xét màu đen. Thì anh Cường đi cũng rất là nhớ mẹ nhưng anh không thể hiện. Lúc về nhớ con không làm gì được đâu, nhớ lắm, không biết làm thế nào, chỉ biết khóc ngượng ngùng khóc. Lúc đấy chỉ có mỗi hai người ở nhà thôi. Còn đây là núi nhà mình đây. Vừa rồi là chia 268. Vừa rồi là núi nhà mình được 2 tạ 1 xào. Nếu bán thì nhà mình dùng nó bán thì nếu tính ra là được 700 một tạ. Con thì lên ruộng nhà mình đây, con cứ yên chí học hành và công tác. Bố mẹ vui lòng. Nếu con thấy cần cái ruộng nhà mình thì con không phải suy nghĩ gì cả. Động viên con học tập công tác tốt. Sao bố mẹ mong con sớm như là xây dựng gia đình và có cháu nội, bố mẹ tức là yên tâm và ấm đỡ mùng về Tết trong lúc bố mẹ hay còn sức khỏe. Các gì bây giờ mẹ được gặp con để mẹ ôm con giống như thời ngày xưa mẹ bế con ấy. Em cảm ơn anh, coi clip là sao anh cảm giác rất là cảm động, qua lời gửi gắm tình cảm dành cho anh rất cảm động biết ơn. Thực sự thì em nghĩ là gia đình là một chỗ dựa rất lớn cho mình, đôi khi nhìn lại cảm thấy nhớ mọi người lắm đúng không anh? Muốn mua vé máy bay bay về liền luôn. Đây là một trong những điều bất ngờ mà em cảm thấy rất là yêu thích của chương trình Người Kết Nối. Đó là trong một tháng trời, ekip đã chuẩn bị và lên kế hoạch để đưa mẹ anh Cường sang đẹp gặp anh Cường. Wow. Trong bí mật. Trong cái lúc mà mọi người đi quay hình cùng với anh Cường đang ngồi trong xe đợi, mẹ anh Cường đứng từ sau để theo dõi anh Cường. Đứng từ sau mà không dám chạy đứng tới luôn. Đứng từ sau đó không, ekip không hoàn toàn giữ bí mật. Không cho phép, không chưa có phép. Tới cái đoạn này chưa tới cái đoạn này. Nhưng sao hình dung là lúc đó là nước mắt của bác. Trời ơi, anh không có kiểu anh không có kiểu tưởng tượng. Em ngồi trong xe mà anh Cường đứng bên xe, mở cái màn xe ra, cái bác vừa mới thấy anh Cường có nước mắt bác rớt xuống, có nói Cường kìa làm sao muốn gặp nó, không biết là gì làm sao. Được cảm giác bác từ cái lúc mà gặp bác ở sân bay là bác đã rất là nôn nóng, rất là kiểu như là hồi hộp cảm ơn chương trình rối rít, biết nói sao mà thương lắm. Đi ra máy bay á, mở cái hành lý ra toàn là đậu xanh, mà đem ra một đống lạc rồi cá khô rồi mấy cái thứ mà anh Cường thích ăn mà không hề đem một cái bộ đồ nào cho mình. Trong lúc anh Cường đang nghĩ đến việc muốn được gặp gia đình mình thì ekip đã có một bất ngờ lớn hơn dành cho anh. Trong lúc anh Cường đang trò chuyện với Sĩ Thanh, có một người đang leo thang bộ lên căn hộ của anh. Đó chính là mẹ của anh, bác vừa xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi. Thực ra thì chương trình đã bí mật sắp xếp đưa bác ấy đến Nhật để tạo niềm vui bất ngờ cho anh Cường. Người mẹ đã lặn lội khoảng 3.000 km từ quê hương Việt Nam xa xôi đến đây. Có lẽ đây sẽ là một điều không thể nào ngờ tới được. Vậy hãy chờ xem phản ứng của anh Cường sẽ thế nào.
có thể một dịp nào đó nó quay về thăm gia đình. Thì trong năm nay thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ quay trở về thăm gia đình và người thân. Dạ. Dạ. Nào em hy vọng. Cảm ơn. Không biết các anh có khách mời. Biết các anh có khách mời. Biết các anh có khách mời. Con. Anh hơi lúng túng đúng không? Đây là món quà bất ngờ cuối cùng mà chương trình muốn tặng anh cũng như là bác. Bác thật sự đã trải qua rất là nhiều khó khăn, hơn 24 tiếng đồng hồ. Anh có lời nào muốn nói với mẹ lúc này không? Thật sự là em thấy bác rất là xúc động, bản thân em cũng rất là xúc động. Em thấy anh có hơi cái kiểu như là bị ngợp. Thì anh quá bất ngờ, rất là bất ngờ. À, vui em ơi, con cảm ơn, con biết ơn mẹ rất nhiều. Nhưng con gầy quá, con gầy lắm. Cố gắng mà con ngày đi ra siêu thị mua một ít hàng để về đây nhà nấu cơm. Mẹ của anh Cường đã đến Nhật từ buổi sáng. Trong lúc anh Cường đưa Sĩ Thanh đi tham quan trường đại học thì bác Khánh, mẹ anh Cường đã đi mua sắm ở một siêu thị gần đó. Dù vẫn còn thấy lạ lẫm ở nước Nhật, nhưng bác Khánh vẫn chịu khó đi mua đồ vì muốn tự tay nấu bữa tối cho con trai của mình. Vậy là nấu ở đâu? Nói nha. Ủa, lúc này là gặp nhau chưa? Mẹ anh Cường đã nấu xong rồi. Chắc chắn anh Cường cũng rất nhớ các món ăn quê hương hấp dẫn này. Thôi bây giờ mình ăn cơm thôi. Vâng, vâng. Dạ. Em mời gia đình mình ăn cơm ạ. Dạ. Vâng. Một miếng trứng. Cháu ăn đi. Không, trứng này ngon, ăn ngon lắm. Không, em trước khi ăn không muốn hửi một thứ mùi thơm nữa. Ăn chay vậy? Ăn chay. Ăn được không cháu? Ngon quá rồi. Ngon quá. Sao mà anh nấu ăn thế nào? Cũng được đấy. Được cái khéo nấu ăn. Bao lâu rồi gia đình mình mới ngồi ăn cơm quây quần lại với nhau vậy? Nếu mà nói thì phải đến gần 2 năm rồi con nhỉ. Năm nay thì anh sẽ về thăm bố mẹ, thăm gia đình. Dạ, vậy là bác lâu lắm. Lấy vợ ý. Thấy chưa? Thì thường mấy bác ở ngoài người đó hay dục cưới vợ. Là muốn anh bớt thời gian làm việc lại, bớt nghiên cứu lại mà dành thời gian cho bản thân mình. Cho nên là em nghĩ là ngày mai á, gia đình mình sẽ đi chơi một bữa thật là đã. Cũng như bác hôm nay, chị bác qua Nhật bác chỉ có ngồi trên xe thôi và núp anh thôi, chưa có được nhìn rõ được đường phố của Nhật đâu. Nên là ngày mai em cũng mới tới đây lần đầu ạ. Ngày mai thì con sẽ dẫn mẹ cả em đi tham quan thành phố Fukuoka, những địa điểm đẹp nhất rồi. Dạ. Lần tới anh Cường sẽ dắt chúng ta đi tham quan phố xá ở Fukuoka. Cái bữa cơm khá là ấm cúng, nó như là một cái món quà tưởng thưởng khi mà bà đã vượt một cái chặng đường gần hơn 24 giờ đúng không? Đến để nấu một bữa cơm gia đình rất là ấm áp cho một cái anh mà có thể nói là suốt ngày anh đi ăn căng tin, anh chỉ đi ăn ở cửa hàng ở trong, không ăn đồ mẹ nấu bao giờ hết. Mà thường là cũng có thi thoảng là tự nấu. Cho nên cái bữa cơm này nó rất là ấm áp đối với cá nhân chị của nghĩ này. Mình là những người ngồi xem thôi thì mình cũng đã xúc động như vậy rồi. Thì chắc chắn anh Cường là cái nhân vật chính, thì anh cũng hạnh phúc lắm. Hạnh phúc và anh cảm nhận được món quà mà người kết nối đã mang đến cho anh.